Xin chào các bạn Mình mới đi suối và mình mới trở về nhà này các bạn nè Hôm nay bắt được ít quá Phải nói là cái lần này là lần ít nhất trong các lần của mình nữa các bạn nè Chỉ được có một con cua này Rồi ba con cá lòng tông này Giờ thiệt xấu hổ quá mức luôn Và một con cá sặc, có con cá sặc thì được Cá sặc nhỏ nhỏ về nuôi trong hồ nhìn cũng xinh mấy con cá kìm nữa mấy con cá liềm kìm này á, thì mình lo quá không biết thả vào trong hồ thì không biết là có bị cá cá tư vân nó ăn mất hay không bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thả cá vào nhé các bạn đầu tiên là thả con cua trước đi đây thả con nó chạy nhanh quá à. đây một con cua mái các bạn là con cua chung cua cá cái nhìn sao cho nó rõ rồi ta đây, cua cái thì cái yếm ở dưới nó rất là to này các bạn ạ. Rồi, thả cua vào. Đó, nó sẽ nhanh chóng trốn đi thôi. Chúng ta sẽ không thấy được nó đâu. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo chắc là bạn cá sặc đi. Ôi, nó chạy rồi. Bắt được con nào ta? Bắt con lòng tông đi. Khó phết nhỉ? Nè. Lòng tông. Rồi. Đâu rồi? Chắc còn đang lạ. Cứ để nuôi thử vài bữa coi xem là có đẹp không. Tiếp theo. Gì đây? Lòng tông tiếp. bãi trầu bãi trầu này các bạn này rồi con gì nữa đây lòng tông nữa hả xem bắt được con nào Nó nhanh quá các bạn ơi rồi lòng tông đâu rồi đây ở đây hay hay để mình xem coi xem là nó có bơi phía phía tầng tầng giữa hoặc là tầng đáy không như ở ngoài ngoài tự nhiên không chứ nếu nó mà cứ bơi ở trên sát mép nước như vậy á, thì chắc là mình cũng cho nó lên đường thôi bơi sát mép nước nhìn nó không đẹp mấy thà nó bơi ở tầng giữa đi giống con cái bảy trầu này nè vậy mà lại hay nè rồi Ý. tiếp theo là bạn cá sặc này đây bạn cá sặc lụi lên lụi 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 nó bơi mất rồi các bạn à đây 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 à. rồi còn năm con liền kiều này thì chắc mình bắt sau đi mình nghi lắm này mà cho vô chắc cá tư vân nó ăn mất quá à. rồi, để mình cho vô sau chào các bạn nha